bác sĩ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trí. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui vì được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống Vui được phát sóng trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nhân viên văn phòng luôn chiếm một tỷ lệ cao trong lực lượng lao động của toàn xã hội. Ngoài những thuận lợi như công việc ổn định, làm việc trong nhà, vẻ ngoài luôn luôn chỉn chu và đẹp đẽ, thì công việc văn phòng cũng có những mặt trái của nó. Một trong số đó là những căn bệnh thường gặp trong giới văn phòng, điển hình là bệnh trĩ. Ngày hôm nay, Bảo Linh xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem tại sao dân văn phòng lại dễ bị bệnh trĩ và liệu có những giải pháp hiệu quả nào để phòng tránh căn bệnh khó chịu và khó nói này. Đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm, Chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hậu môn Trực tràng học Bệnh viện Tràng An, Hà Nội. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Trước tiên xin mời bác sĩ cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây. Trong vòng 10 năm trở lại đây, tỷ lệ người mắc bệnh trĩ gia tăng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của các công việc văn phòng. Nhiều chuyên gia bác sĩ đã ví von, công việc văn phòng chính là cha đẻ của bệnh trĩ. Tính đến hết năm 2016, tỷ lệ người mắc trĩ là 50% dân số và dân văn phòng chiếm tới 2/3 trong tổng số bệnh nhân mắc trĩ. Có một sự thật đó là người bệnh thường không biết bản thân đã mắc trĩ cho đến khi các triệu chứng đau rát, chảy máu và rõ nhất là khi búi trĩ đủ lớn để nhận thấy. Lúc này trĩ đã lớn và bắt đầu chứng minh sự hiện diện bằng những cơn đau rát, thậm chí là khiến cơ thể suy nhược vì mất máu quá nhiều. Trĩ là căn bệnh tế nhị khó nói ra và ai cũng muốn giấu giếm, nhưng càng giấu càng ngại chữa trị thì bệnh càng nặng và biến chứng càng khó lường. Thưa bác sĩ, trong đoạn clip ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bệnh trĩ gây ra rất nhiều phiền toái cho người bệnh và đặc biệt là dân văn phòng. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân nào khiến cho dân văn phòng mắc phải bệnh trĩ không? Như chúng ta đã biết là bệnh trĩ là bệnh rất nhiều người mắc. Và đó là cái bệnh mắc nhiều nhất ở các cái bệnh vùng hậu môn. Ở các cụ ta thì ngày xưa đã từng nói là thập nhân cửu trĩ. Tức là 10 người thì 9 người bị bệnh trĩ. Thế nhưng mà như cái nghiên cứu của chúng tôi thực tế và người nhớ nhất thì khoảng 50% dân số là có bệnh trĩ. Cái tỷ lệ đó rất là cao. Ta nói là nó rất công bằng. Người màu da nào cũng bị, người nước nào cũng bị. Thế thì chúng ta biết là người làm văn phòng trước hết là sử dụng máy tính. Và sử dụng máy tính thì ngồi liên tục. Và nhiều khi mãi dùng máy tính không kịp đứng dậy. Mà có khi ngồi liền mấy tiếng. Thứ hai nữa là cái cuộc sống văn phòng nó cũng là cái cuộc sống ít hoạt động. Và khi người ta ngồi nhiều thì máu nó đọng ở dưới và nó trở về tim nó khó hơn. Thế nó dễ bị giãn ra. Thế rồi cái cuộc sống của những người ở văn phòng, ăn uống nó cũng không được thoải mái, không có nhiều rau, nhiều nước, nhiều vân vân. Thế rồi ăn những cái đồ khô, đồ ăn thì ăn nhanh. Thế thì tất cả những cái đó nó làm cho cái khả năng bị bệnh trĩ nhiều hơn. Thế thì tuy không phải là lao động nặng, nhưng đối với bệnh trĩ thì làm văn phòng chính là một cái nguy cơ để có thể dễ bị mắc bệnh trĩ. Những cái vấn đề mà bác sĩ vừa nêu như là ngồi nhiều, ít vận động và công việc thì áp lực cao dẫn đến stress thì nó là những cái điển hình của công việc văn phòng. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là vậy thì dân văn phòng phải làm như thế nào để có thể phòng tránh căn bệnh này không? Vâng, dân văn phòng là rất là có nguy cơ cao bị mắc bệnh trĩ. Thế thì để mà phòng tránh cái bệnh trĩ đó, chính cái câu chị nói, bây giờ ta chỉ cần làm ngược lại thôi. Thì tôi nghĩ là cái cơ bản thứ nhất là vấn đề luyện tập thể dục về và đổi cái cách làm việc của mình. Đừng có ngồi quá lâu ở cái máy tính, mà nên có một cái thời gian nào đó để đứng dậy, đi lại lại và nhìn xa. Thế và nếu có thể thì xoa cái vùng hậu môn để cho nó đỡ. Đấy là về hoạt động. Thứ hai là sắp xếp công việc để tránh những cái stress rồi bị nhiều quá. Thế còn về ăn uống thì chúng tôi thấy nên ăn những cái thảo dược, ăn nhiều rau củ quả. Thế đặc biệt là một số thảo dược chúng tôi khuyên, tức là thứ nhất là lá dắp cá này, thứ hai là dùng đương quy, thứ ba là rutin C, tức là hoa hòe, và thứ tư là nghệ. Thì cái đặc biệt là cái nghệ thì là người ta dùng với một cái công nghệ Ý, bây giờ người ta gọi nó là Merivan. Thì cái đó nó làm cho cái tác dụng nó tăng lên rất nhiều và nó thẩm thấu vào cơ thể rất là nhanh. Thì cái tác dụng nó rất là tốt. Và nghệ thì nó giúp cho liền sẹo và liền những cái sẹo của những cái vết thương mạch máu. Thế thì nó là rất là tốt. Thì tôi nghĩ là nên dùng như thế. Vâng ạ, thưa bác sĩ có thể nói rõ hơn về công dụng và phòng cũng như là chữa trị bệnh của các thảo dược mà bác sĩ vừa nêu trên không? Vâng, thì ở Việt Nam rất có một cái đặc biệt
là rất nhiều thực phẩm nhưng có giá trị chữa bệnh. Ở Việt Nam nhiều lắm. Thế cho nên là tôi chỉ cần nói đơn giản, ví dụ như là lá dấp cá thì có rất nhiều chữa bệnh, đặc biệt là có tác dụng về đường ruột, làm nhuận tràng, chữa viêm ruột, rồi chữa sốt, rồi chữa dị ứng vân vân. Ngày xưa như là bị sởi là cũng vắt cái lá dấp ra xong uống. Đấy là cái lá dấp cá. Cái thứ hai, đương quy. Thứ ba là rutin C, tức là hoa hòe. Cái đó là giúp cho mình để nó thông cái đại tràng, máu nó về, đường máu nó về nó dễ, nó không bị ứ động ở vùng hậu môn. Và thứ tư là nghệ. Thì cái đặc biệt là cái nghệ đó là curcumin, thì cái chất ý là cũng có rất nhiều tác dụng đối với cái đường tiêu hóa của mình. Thì cái nghệ đó khi mà mình dùng nhiều á, mà người ta dùng theo cái công nghiệp của chế biến của Ý là thì cái tác dụng của nó tăng lên mấy chục lần thì là rất là tốt. Và chúng ta đã biết là cái nghệ nó giúp cho làm liền các cái vết thương. Nếu mà ai bị sẹo xước vào mặt hay gì đấy muốn cho nó khỏi thì là cũng bôi nghệ, có phải không ạ? Thì là nó rất là tốt, cho nên là cái nghệ mà lại dùng theo một cái chế biến theo cái công nghiệp mới thì rất là tốt. Nó là thuộc cái loại nano. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những người làm công việc văn phòng như chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh bệnh trĩ hiệu quả bằng những phương pháp đơn giản như uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi, vận động đi lại, tránh đứng ngồi lâu một chỗ, sử dụng các thảo dược như diếp cá, đương quy, nghệ, hoa hòe để nhuận tràng, tránh táo bón. Xin cảm ơn những thông tin hết sức hữu ích vừa rồi của bác sĩ. Vì thời lượng của chương trình có hạn nên chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tư vấn hữu ích này vào giờ này ngày mai trên kênh VTV2 cùng với chuyên gia Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm. Nếu có ý kiến đóng góp cũng như cần thông tin tư vấn của chuyên gia, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 giờ hành chính hoặc số điện thoại 024-3999-969, hoặc cũng có thể gửi câu hỏi về hòm thư sốngkhoeacongbacsitưvan.vn để được các chuyên gia tư vấn về cách phòng và điều trị bệnh trĩ. Chi tiết xin liên hệ tại website bacsitưvan.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. An Chí Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ.